Thời gian qua, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều thường xuyên tổ chức ra quân tuần tra tuyên truyền các quy định về quản lý sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị. Qua đó, vận động các hộ kinh doanh, hộ tiểu thương và nhân dân thực hiện, đồng thời xử phạt các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, Công an phường Xuân Khánh và Ban bảo vệ dân phố phường Xuân Khánh đã tổ chức 246 cuộc ra quân tuần tra, lập lại trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường trên tất cả các tuyến đường, khu vực chợ và khu vực đông dân cư. Có 158 trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử phạt với số tiền trên 61 triệu đồng, trong đó có 62 trường hợp bị xử phạt buôn bán nhỏ lẻ, 14 trường hợp dựng vật che chắn, vân vân.